Hello, xin chào anh em. Thì mình là Tùng đây. Thì đây là cái lời khuyên, điều này sẽ giúp cho anh em lên cam, sánh mượt. Đấy, đơn giản thôi. Anh em hãy kích 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 vào cái đường link phía dưới mô tả. Ở đó là nhóm hướng dẫn lên cam của mình tạo ra để giúp anh em lên cam thành công trong thời điểm này. Cần tất cả các loại mặt hàng, từ vi phạm chính sách đến mặt hàng sạch. Cam kết chắc chắn sẽ giúp được anh em chạy được quảng cáo, lên được cam xanh và đặc biệt thời gian sống. Nếu như hàng quảng cáo hàng sạch, không vi phạm chính sách thì thời gian sống rất là lâu. Còn hàng vi phạm chính sách thì anh em làm đúng theo quy trình, bảo đảm anh em sẽ sống được từ 3 ngày trở lên, hoặc thậm chí là có những anh em đã chạy được những ngưỡng rất là cao, ví dụ ngưỡng 5 triệu, ngưỡng 9 triệu hay ngưỡng 14 triệu. Ok anh em, hãy kích ngay xuống cái đường link phía dưới mô tả. Đó là cái nhóm hướng dẫn lên cam hay hướng dẫn chạy quảng cáo trong mùa bão của riêng mình tạo ra để giúp đỡ anh em trong cộng đồng, hoàn toàn free. Nếu như anh em thấy hay, hãy cho mình một subscribe trên kênh YouTube và nhấn cái chuông bên cạnh để theo dõi những bài viết và những chia sẻ tiếp theo của mình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.